không, cũng một cốc nữa cho cây này. Thành quả của hội mình được 3 con rồi. Bây giờ mình chỉ có gia vị nha các bạn nhé. Chỉ nướng món đặc sản này. Này là món món cóc. Cóc nướng siêu cay. Ớt khô kìa. Ớt khô kìa, nướng đi. Ớt khô kìa, nướng không dã vào. Bây giờ mình cho ớt cho ấy nha, thành tỏi nha các bạn. Đây này, ớt khô đây này. Đây này. Nướng đi. Thì ra nướng. Nướng hai quả thôi, nướng cho nó thơm. Xàm mới chứ. Ớt kia chứ. Nướng. Cho bác, ôi bây giờ ra nè. Tôi quý cho cái này nó ngon nhé. Cái này, con bỏ cái này cho. Ôi, bỏ cái kèo. Con tay bắt được cậu. Không được ăn quay. Láo, này hốn. Giờ mình nướng ớt cho các bạn nè. Nướng ớt để cho ướp với con cóc này. Tí nữa mình nướng. Tối rồi, bây giờ 9 lần 10 giờ rồi. Nên là không tìm que được để nướng. Mình sẽ nướng bằng cái giá quạt kia. Nướng kiểu này nó mới thơm. Bóc tỏi đi ra đây. Bóc tỏi đi. Bóc tỏi để cho ra ra. Mùi thơm lắm. Ui dạ. Tỏi mình biết rồi. Ngon điên à, đây này. Rồi à. Ô, con này vẫn còn sống. Nhảy. Đấy, tay mình. Ôi ôi, tay mình điểm. Món cóc siêu cay này. Lật ra. Mới lật ai đó. Ôi mẹ, món cóc siêu cay rồi thì ngon chứ. Đây. Đất đỏ này. Thế này nó ngon, nó thơm chứ. Bằng nhìn lên. Con sống rồi các bạn ạ. Nó còn sống rồi này, nó còn nhảy nhảy nhảy. Chỉ là cho ớt. Cho ớt là nó kiểu những con điên này. Cái con cóc này mình phải lột hết ra các bạn ạ. Này chỉ lấy mỗi cái này thôi chứ đừng còn lấy mỗi cái thịt không thôi, đừng có lấy cái kia trên, lấy các cái kia đỏ còn này. Ui, làm cho thật các bạn. Đó phải làm không đủ đẳng cấp anh phải mua làm. Bỏ cái nồi nước cái xuống đây ra. Mình còn nướng. Hả? Bỏ cái nồi nước cái xuống đây này nướng. Hả? Ừ, hả cái lồn sao à. Bỏ cái nồi nước xuống. Ừ.
Chỉ nướng bằng cái giỏ quạt nướng siêu to và chơi siêu to rồi. Nước không chiều, mình che vào. Pha đi. Bây giờ là mình sẽ nướng nha các bạn ơi. Đấy, cho cái giỏ vào đây. Nướng siêu to và chơi kiểu này. Tưởng đi soi ếch hóa ra thì được mấy con cóc này. Ếch thì không có. Đấy, ở chơi kiểu này. Đấy, các bạn. Cho cái này lên thân nó. Đấy, mới gọi là món cóc nướng siêu cay chứ. Tí nước vào cho nó nóng một chút. Đây là tí nữa là chín nữa. Nướng cái này nó mới nhanh. Chứ còn một kẹt thì ấy, cái môn ngày xưa rồi. Chơi buổi bây giờ nướng siêu cay thì chơi kiểu này. Rồi mình sẽ chờ chín nữa các bạn ơi. Sắp chín rồi các bạn ơi. Vàng rồi đây. Chờ một chín nữa. Trong khi chờ đợi, đi uống nước chè hút thuốc lào. Các bạn nhìn thấy ngon không? Thử là phê ngay. Các cháu có thấy ngon không nhỉ? Đang chờ nó vàng rồi đấy, chín vàng rồi đấy, nó chưa chín hẳn đâu ạ. Bây giờ đi uống nước chè hút thuốc lào đấy, chờ nó một tí, cái này nó phải khô thì mới ngon. Ướt quá. Thế gì không? Cả con cá này. Quá. Cá dính cái này ạ. Đấy. Trong khi chờ đợi một số nào chứ à, căng quá à, ăn cả bã hết chưa. Phê rồi. Hello. Khổ thế đấy các bạn, pha chè không có cái cưới để pha này. Cả Như anh đặt em. Chín rồi các bạn ơi. Cái quả của mình đây. Con này bị cháy nhẹ vì thằng kia nó không xem ngu. Này. Nóng quá. Nóng quá. Đây này. Ngon chưa? Ngon chưa? Còn một con cá nữa. Mẹ, lướng tay bỏ con mẹ. Mang cái kia ngoài kia đi. Này ra ngoài kia đi. Đá rượu đi. Mình kia không lấy à? Nè. Thì đấy lấy làm gì? Nhớ đi.
điên à, không có chết đâu. Máy ra đi thì ta làm nước chấm nữa. Còn rõ nữa. Tí mày bê kêu nhé. Tí lại ta bê vào chấm. Cái bát đâu nhỉ? Bát vẽ để làm cái đấy. Này chút này ạ. Chút này có khói. Ây da, dạ ớt, dạ ớt. Này lá chanh nhé các bạn nhé. Để mình giá tầm triệu. Ây da, ây da, ây. Món chiều cay phải chơi với ớt. Ớt thì phải nướng kiểu này. Nướng lửa này mới ngon. Nó mới thơm. Con cá này chín rồi đấy. Chín rồi các bạn ạ. Thịt này toàn là tầm rau của nó. Rau thì nó mới ngon chứ. Ô, cái quả ớt tôi rồi. Này, lấy đi. Cho tao, cho tao ăn luôn. Ô, quả ớt của mình cháy mất rồi. Cho muối vào hộ cái. Ra đi. Thằng này mới dậy nhỉ. Thằng nói vừa đáo cấp. Cho tí tẩy vào tí. Như là với tôi. Lại được rồi. Vỡ mắt vỡ vỡ mồm. Cái đồ bùi tao ấy. Ồ. Từ đồ bùi đánh cái lò này luôn. Đấy. Hứ? Ồ, mày giá cả vỏ điên đi. Chừng giá cả vỏ, ăn cả vỏ ngon. Ngu mẹ, luôn. Giá ăn như nào ấy? Ồ, chỉ giá đi. Con trăm mì chính à? Đấy. Giá cho thối. Đấy, ăn là mỡ chứ. Cho nhiều một tí tiết kiệm. Tiết kiệm thôi chứ. Các bạn nhìn tôi giá này. Thằng ngu chứ. Thái lên. Thật sự. Lấy lá già chứ. Mấy lá già thì cần gì nữa. Còn lá non nè cha này. Ui. Rốt. Cái tim mới vào nó mới. Đấy, nghe đây. Không được mà tôi đi. Rào. Đéo mày nó mãi nó ra rồi. Sao cháu giặc rồi. Ôi con này không biết thái ra. Mà nó nặng rồi. Thế nó mới chết. Đây cái ba đây ngon không? Đây, mời các bạn cùng ăn với mình nha. Ăn chân ba cháu. Nào chén thôi, cho tí nước vào đây. Món trồng cháo giá này, không cho tí nước vào đây. Món này cóc nướng siêu cay. Mời các bạn nha. Mùi thơm quá. Ăn thịt chấm rồi. Dài dài ngon ngon. Chấm cái này thì nó mới đã.
Ngon không? Quá ngon này các. Uống đi. Cảm giác hơi hơi phê. Ê, nó mới phê, nó mới chất. Ăn kèm mẹ xuống rồi. Ở Tây Bắc chỉ có ăn như này thôi các bạn nhé. Đấy, có chơi kiểu này. Cảm giác như này hương ngáo. Đấy, cả buổi tối đấy. Bây giờ cũng như này đấy. Đi giữa 9 giờ. Đi từ lúc 9 giờ cho đến 10 giờ đêm mới được này. Nhà một tiếng đồng hồ vừa ngon vừa thơm còn hơi dai dai nữa. Cái món nước chấm của mình làm này hơi bị ngon rồi, nghe lời nó bắt nhà các bạn. Bạn gì để ghém các bạn nha. Ghém này đi câu cá đúng nửa tiếng mới được một con này. Ao tưởng có cá to này, còn được. Phi. Mấy con này là phải hết 3 cốc rượu nhá. Không được, không được ăn nhiều đâu. Ngon lắm các bạn. Phê luôn. Cái rượu là như thế. Phải nghĩ. Định chơi gà hay các bạn ạ? Định chơi gà đắp đất. Nhưng mà thôi nó muộn rồi. Vậy giờ đêm rồi. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi các bạn. Nghe là ăn đêm rồi. Nhưng mà không có gì. Được mới 3 em cóc. Đúng một con cá. Nhưng mà cho rượu là cũng phê rồi. Nghĩa rồi. Sao rồi đi. Đúng đi. Nước chấm này thì mà chấm măng thì phải còn nghĩ là một tay. Clip của mình tạm dừng ở đây nhé các bạn nhé. Các bạn nếu các bạn thấy hay thì like, chia sẻ và muốn đăng ký kênh cho mình nhé các bạn nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé.